Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì trên cộng đồng mạng đang có nhiều tranh luận trái chiều liên quan đến việc một giảng viên người Mỹ chỉ ra những lỗi sai của giảng viên người Việt khi phát âm tiếng Anh. Và tuy sự việc này thì chưa có hồi kết, thế nhưng lại tạo nên sự quan tâm của mọi người về vấn đề dạy tiếng nước ngoài đang tràn lan trên mạng xã hội. Vậy đâu là phương pháp, đơn vị uy tín và cơ quan chuyên trách nào sẽ chịu trách nhiệm kiểm định, kiểm tra chất lượng giáo dục của các phương pháp này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Với các ưu điểm tiện lợi, nhanh chóng, linh hoạt thời gian và hơn hết là tiết kiệm chi phí, hiện nay phương pháp học tiếng Anh qua mạng được đông đảo sinh viên đón nhận. Hình thức phổ biến tại Việt Nam là học viên có thể tham gia các khóa học tiếng Anh trên mạng thông qua các bài giảng điện tử có sẵn, phần mềm điện tử, học qua video clip hoặc từng bài học theo chủ đề. Mình học khoảng 4 năm thì mình vẫn tự học về chủ yếu. Khi nào mà mình cảm thấy cần thông tin, mình sẽ lên support của mình. Bên cạnh những ưu điểm, có không ít hạn chế của các giáo án, clip dạy tiếng Anh có sẵn mà nếu người học không tin tưởng, rất có thể sẽ tiếp nhận sai kiến thức, dẫn đến việc áp dụng học tập vào thực tế bị sai lệch. Điểm qua một số website học tiếng Anh trực tuyến ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy không ít hạn chế. Phần lớn các video dạy tiếng Anh trên thị trường Việt Nam hiện nay đều có nội dung không thiết kế theo một trình tự khoa học và không tập trung cho việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Chuẩn phát âm của các video clip này cũng không được kiểm chứng đúng sai. Theo tôi là bạn nên chọn những phần mềm nó hội đủ 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là phát âm chuẩn của người bản xứ. Yếu tố thứ hai là sự tương tác cao. Và yếu tố thứ ba là nó ghi nhận lại quá trình học của bạn và sự tiến bộ của bạn. Theo các chuyên gia về giáo dục, để có thể tiếp thu hiệu quả các kiến thức trên mạng, người học cần phải có một tinh thần học tự giác và phải chăm chỉ học tập. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng không nên chỉ học trên máy tính, mà phải thường xuyên dùng ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp nhiều hơn và nên tìm đến các cơ sở dạy tiếng Anh uy tín đạt các chứng nhận quốc tế.